Chào các bạn, sau đây chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên của khóa học cơ bản 1. Trong bài này thì chúng ta sẽ được học về cách khởi động kỹ thuật tay phải, tay trái và học về nốt nhạc, nhịp phách và sẽ thực hành với một bản nhạc nhỏ. Sau đây tôi xin nói về dáng ngồi chơi đàn trước. Chúng ta đang tiếp cận với bộ môn guitar cổ điển, cho nên cái dáng ngồi của chúng ta nó sẽ như thế này. Chúng ta sẽ kê trên một cái ghế khoảng 30 cm và đặt chân trái lên đó. Cái chân bên phải này mình sẽ để vuông góc với người như thế này, và hai chân sẽ tạo thành một góc 90 độ. Chúng ta đặt đàn vào giữa hai chân như thế này, và nhớ là cái đàn ấy thì là nó sẽ hơi hướng vào phía bên kia một chút để cho nó tạo ra một sự chắc chắn. Nếu như chúng ta để như này thì cái đàn nó sẽ dễ bị trượt xuống, và chúng ta sẽ có thể nhìn được dễ dàng hơn cái phím của mình. Có thể để đàn cao như thế này cũng được, mà để đàn thấp như này cũng được, nhưng cái quan trọng là cái kiểu tay khi mà chúng ta đặt vào nó phải thật là chắc chắn, nó không bị trượt xuống như này, không bị cao quá như này, và làm sao cái vai mình thật thoải mái. Bởi vì chiều cao của mỗi người một khác nhau, cho nên là chúng ta sẽ phải không bị máy móc cái chuyện này, miễn sao là ngồi đấy thoải mái mà không bị so vai là được. Tiếp theo là bàn tay phải. Cái bàn tay phải này rất quan trọng khi chơi đàn, và nó điều khiển tay trái, cho nên chúng ta cần phải khởi động rất là kỹ. Có nhiều cách khởi động, thì bây giờ tôi sẽ nói về cái cách cơ bản nhất mà các bạn sẽ tập luyện hàng ngày. Trong đàn guitar thì có 6 dây. Dây dưới cùng là dây số 1, dây trên cùng là dây số 6. Thì cái ngón cái của chúng ta, cái cạnh ngón cái này, chúng ta sẽ đặt nhẹ ở dây số 5, ngón trỏ để ở dây số 3, ngón giữa để dây số 2, và ngón nhẫn để dây số 1. Nếu mà để kỹ hơn một chút thì là chúng ta sẽ nhớ luôn thế này: ngón cái là P này, ngón trỏ là I, ngón giữa là M, và ngón nhẫn là A. Đó, chúng ta đặt như thế này. Thì cái ngón cái của chúng ta sẽ không nằm ở sâu vào đây, mà chúng ta sẽ kéo nó ra ngoài thế này. Ba ngón còn lại chúng ta khép thật chặt. Chúng ta khép thật chặt như thế này, ngón cái mở ra. Đó. Cái cổ tay của chúng ta nhá, sẽ không bẹt xuống như này, mà chúng ta sẽ để thẳng bình thường. Không cao quá, mà cũng không, nói chung là chúng ta đặt tay vào như nào thì nó sẽ đúng như thế, nhưng không để bẹt xuống như này. Bây giờ tôi sẽ khởi động trước ngón cái. Ngón cái của chúng ta sẽ gảy bằng cái mép và thẳng xuống nhưng không chạm dây sau. Chúng ta sẽ lướt nhẹ liên tục ở dây số 5, trong vòng 5 phút. Sau đó chúng ta lại đặt nhẹ vào. Tiếp theo là ngón trỏ. Cái hướng đi của ngón trỏ thẳng vào lòng bàn tay như thế này. Tất cả các ngón khác đều như thế. Chúng ta sẽ lướt nhẹ bằng cạnh móng tay, và có thể thêm một chút thịt nữa. Chúng ta sẽ nên rút móng tay, có nhiều cách rút móng tay, thế nhưng mà các bạn mới học thì chưa quan trọng lắm. Chúng ta chỉ cần để gọn gàng và có thể là rút tròn hết các đầu đi để lướt qua mà nó không bị mắc vào móng tay là được. Nào, bây giờ chúng ta sẽ dùng chơi ngón trỏ. Lưu ý là khi lướt nhẹ ngón trỏ trên dây đàn thì chúng ta chỉ nhúc nhích một chút ở đầu thôi, chúng ta không để bật như này. Nếu không thì nó sẽ không thể nào mà nhanh được, nó không linh hoạt được. Chúng ta sẽ tập nhẹ, lướt nhẹ như thế này, liên tục. Và cái biên độ nó rất là nhỏ thôi, rất là nhỏ như thế này. Và làm nhanh dần lên. Cứ như thế chúng ta sẽ đến tiếp với cả ngón ngón mờ, tức là ngón giữa. Đầu chúng ta sẽ nghĩ về những ngón đó và chúng ta gảy, không cần nhìn vào. Lướt nhẹ và gảy chỉ nhúc nhích một chút dây đàn thôi, nhưng không để bật mới lung tung như thế này. Cứ như thế chúng ta đến tiếp với cả ngón nhẫn, cũng như thế lướt nhẹ. Mỗi ngày chúng ta sẽ tập như thế trong vòng 20 phút, nên như thế để cho cái bàn tay của mình nó nhạy cảm với dây đàn. Khi mà chúng ta gảy khởi động như nào thì chúng ta vào bài nó cũng yên như thế, không khác gì cả. Còn bây giờ tôi sẽ nói về bàn tay trái. Bàn tay trái thì chúng ta sẽ sử dụng 4 ngón.
để chơi bấm vào phím đàn. Đây là ngón số 1, ngón số 2, số 3 và ngón số 4. Ngón số 4 là ngón út. Thì cái ngón cái này của chúng ta này sẽ để nhẹ ra phía sau cần đàn, ta đặt ra sau, đặt nhẹ ra sau phím 1. Đây là phím 1 này, đây là phím 2, phím 3, phím 4, phím 5, phím 6 v.v. Và ngón trỏ, ngón 1 sẽ luôn luôn chơi vị trí ở phím 1. Có 6 phím 1 tất cả. Ngón 2, tức là ngón giữa chơi ở phím 2. Ngón 3, phím 3. Ngón 4 ở phím 4. Một điều nữa lưu ý và rất quan trọng là chúng ta sẽ mở hết các cái ngón tay ra. Khi bấm vào đàn thì chúng ta luôn luôn mở ra như thế này, chứ chúng ta không để nó dúa nhau như thế này. Đó. Các ngón tay thì sẽ để vuông góc, tức là các bạn nhìn cái bàn tay mình bình thường như này. Thì bây giờ khi bấm vào đàn thì chúng ta sẽ gập các cái đốt đầu tiên lại. Và khi bấm thì nó sẽ bấm theo đúng cái chiều như này, bấm thẳng xuống. Như thế này. Các bạn lưu ý một điều nữa là thường khi mới học, thậm chí học rất lâu rồi cũng bị một cái tật là bấm quá mạnh. Tức là chúng ta dùng cái lực của tay ngón cái và cái phần ngón trỏ hoặc là một ngón nào đấy, chúng ta bấm rất là mạnh, chúng ta ghi vào như này. Như thế thì thường thường các bạn bảo là khi chơi đàn thì tay bị chai, nhưng thực ra thì không phải. Nếu như chơi đúng kỹ thuật thì tay không còn không bị chai luôn. Bởi vì cái lực ấy thì các bạn lưu ý là ở cái vai này và cái cánh tay này, khi chúng ta để như này chúng ta sẽ thấy nó mỏi, có một cái lực nó chịu xuống. Thì cái lực đó chúng ta sẽ dùng cái lực đấy, sử dụng cái lực đấy để mà cho nó rơi vào cái trọng lực của phím của ngón tay. Tức là cái ngón tay nó sẽ treo một cách rất tự nhiên ở trên dây đàn, chứ không phải là chúng ta bùng vào như này mà tự động nó lại như này rồi đặt cả. Vì cái này là một kỹ thuật khá là chuyên nghiệp và nó cũng là một kỹ thuật rất là hiện đại, cho nên là chúng ta chưa cần phải nghĩ đến nó quá nhiều, nhưng cứ ý thức trong đầu như thế rồi sẽ đến một lúc nó sẽ được, miễn là chúng ta không bỏ qua nó. Tức là làm sao để bấm vào đàn nó phải thật là nhẹ, nó không bị mệt mỏi. Và để khởi động bàn tay trái thì chúng ta sẽ làm như thế này. Tay phải thậm chí không cần cứ để nguyên như thế, khởi động xong cũng để nguyên, và chúng ta sẽ làm từng ngón một như thế này. Chúng ta bấm nhẹ vào dây 6 phím 1, đây là dây 6 này, đây là phím 1 này. Chúng ta bấm nhẹ xuống. Khi chúng ta cảm thấy là chúng ta đã bấm hết rồi và có thể gảy thì nó sẽ phát âm thanh, thì chúng ta không cần gảy mà chúng ta cứ giữ nguyên như thế. Sau đó chuyển sang tiếp ngón số 2. Chúng ta cũng làm như thế, nhấc ngón 1 ra và đặt ngón số 2 xuống như thế này. Tiếp tục là ngón số 3 và đến ngón số 4. Chúng ta sẽ cảm thấy cái trọng lực nó dồn về cái ngón mà mình đang bấm. Giống như là chúng ta đang đứng một chân thì cái chân còn lại nó sẽ thả lỏng, và cái chân bên kia thì nó đang giữ toàn bộ lực của cơ thể. Thì cái ngón tay nó cũng thế, ví dụ ngón 1 bấm vào như thế này, chúng ta cảm thấy cái lực nó dồn về ngón 1 và các ngón khác hoàn toàn thả lỏng để có thể tiếp tục vị trí, tiếp tục cái công việc của nó. Tiếp theo chúng ta phải nên nhớ lên, lưu ý nói lại này, là chúng ta sẽ mở hết ngón tay ra. Tiếp theo là ngón 2, rồi ngón 3, lại treo nó ở đây, ngón 4, ngón 5, ngón 1, ngón 2, 3, ngón 4, tiếp tục 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sau đó chúng ta sẽ làm ngược lại, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Chúng ta làm nhiều lần như thế và có thể thậm chí là dùng ngón tay để bắt gảy, hay kết hợp hai tay luôn. Cái này mới các bạn mới học thì hơi khó, thế nhưng tôi muốn các bạn lưu ý luôn, tập luôn để có thể mở các ngón tay này và cảm nhận được cái lực của nó. Tôi nói lại là đây là một kỹ thuật khá hiện đại và chúng ta nên chú tâm một chút. Bởi vì đầu tiên chúng ta xuất phát chậm, chúng ta làm chắc chắn thì sau này chúng ta sẽ làm rất là tốt và nhanh. Chúng ta sẽ đạt được tốc độ rất là tốt và tập đàn nó sẽ đỡ bị mệt mỏi hơn là chúng ta cứ dùng sức lực nhiều quá. Đó là phần khởi động bàn tay trái và tay phải rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là phần tốt nhạc cơ bản. Chúng ta nhìn vào bản nhạc thì thấy là trên dây thứ 6 có 3 nốt. Nốt đầu tiên người ta ghi là nốt mì. Nốt mì nằm ở vị trí dây 6 và dưới phím thì người ta ghi là dây buông. Dây buông là 6 cái dây này.
tức là khi không phải bấm thì gọi là dây vuông, hoặc là gọi là phím không cũng được, dây 6 phím không, thì chúng ta sẽ chỉ cần gảy ở dây 6 thôi, tức là dùng ngón trái chơi trên 3 dây trầm này, chúng ta sẽ gảy như là đang khởi động, đây là khởi động này, thì chúng ta gảy nốt mì nó cũng thế, xong. Tiếp theo là nốt phà, dây 6 phím 1, dây 6 đây, phím 1 đây, thì chúng ta sẽ bấm giống như chúng ta khởi động lúc nãy, chúng ta bấm nhẹ xuống thế này và gảy phím 1. Lưu ý là khi chúng ta bấm phím 1 thì các ngón khác phải mở hết cỡ ra. Khi chúng ta bấm nốt phà rồi thì tiếp theo là sẽ là đến nốt sòn, dây 6 phím 3, đây là dây 6, đây là phím 3. Thì các bạn thấy là chúng ta đã có cái ngón 3 ở sẵn ở vị trí đấy rồi, và chúng ta chỉ cần bấm nhẹ vào là xong. Lưu ý là khi chúng ta vừa bấm vào thì chúng ta gảy luôn, chứ không phải là bấm một lúc xong rồi mới gảy, gảy luôn. Kết thúc dây 6 thì đến dây 5. Dây 5 cũng có 3 nốt, nốt đầu tiên là nốt là dây 5, dây buông, đây là dây số 5. Dây buông là không phải bấm, chúng ta chỉ vừa gảy. Tiếp theo là nốt xì, dây 5 phím 2, dây 5 này, phím 2. Chúng ta chỉ việc dùng ngón 2 bấm nhẹ như là chúng ta học khởi động và gảy. Tiếp tục đến nốt đồ, dây 5 phím 3, cũng như thế, vân vân, cho đến khi các bạn đánh đến hết cái nốt son là nốt cuối cùng. Chúng ta sẽ tìm lần lượt từng nốt một và nhớ nó luôn thật trong đầu. Khi chúng ta đã quen với các nốt nhạc này rồi thì tôi sẽ có thêm một bài nữa, một bài đó là bài chạy gam. Bài chạy gam này cũng có thể dùng để khởi động và nên dùng khởi động hàng ngày. Chạy gam tức là chơi từ nốt đầu tiên đến nốt cuối cùng, đến nốt mì, đến nốt son, và nốt son lại ngược đến nốt mì. Đây tôi sẽ chơi mẫu cho các bạn xem. Lưu ý là khi bắt đầu chạy gam chúng ta lại tiếp tục vẫn mở các ngón tay ra. Tôi sẽ đánh thật chậm. Đến nốt son chúng ta quay ngược trở về. Đầu tiên đánh chậm thôi, sau này có thể đánh nhanh được. Thế thì bây giờ chúng ta phải lưu ý một điều nữa, đó là cái âm thanh. Ví dụ gảy nốt mì thì cái ngón 1 của chúng ta đã để sát ở vị trí thứ 1 rồi. Để vào tiếp theo vào nốt phà thì chúng ta bấm vào và ra nốt phà. Khi ra nốt phà thì các bạn nhớ là hãy giữ thật lâu cái ngón này chứ đừng nhấc ra vội, để chúng ta chuẩn bị tiếp vào nốt son và liền tiếp vào nốt son luôn. Tức là như thế này, chứ không phải là nó sẽ ngắt tiếng mất. Cứ như thế chúng ta sẽ chơi theo các nốt và giữ. Khi nào bấm vào nốt sau rồi thì mới nhấc ngón cũ ra, chứ không phải là nhấc ra sớm. Đó là về cao độ. Tiếp theo là phần trường độ. Trường độ các bạn cứ hiểu nôm na là độ dài ngắn của âm thanh, gọi là nhịp phách, tiết tấu. Ví dụ như là nghe bài hát thì chúng ta sẽ cảm thấy có cái nhịp điệu của nó. Ví dụ như là cái nhịp điệu thì chúng ta hiểu là chúng ta có thể tạo ra bằng cách vỗ tay. Khi nghe người ca sĩ hát này, chúng ta vỗ tay hay như này. Ví dụ như như có bác hồ trong mày vui đại. Ví dụ thế thì là chúng ta sẽ cảm thấy là cái người chúng ta đã có cái nhịp đấy rồi, lúc nào cũng có rồi, và chúng ta có thể vỗ tay theo cái nhịp đấy. Hoặc là khi chơi đàn guitar thì những bạn mới học thì chúng ta có thể dùng cái chân để gõ gõ như này, gõ xuống sàn, dùng cái chân để gõ xuống sàn. Khi mà chơi đã quen rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy nó bằng cơ thể luôn và không cần thiết phải vỗ, phải đạp chân nữa. Có nhiều những cái trường độ trong âm nhạc. Ví dụ như là đây chúng ta học là nốt đầu tiên là nốt đen. Nốt đen các bạn thấy là có trường độ là một phách. Một phách tương đương với một đập chân. Bây giờ tôi sẽ chơi mẫu nhé. Một đập chân thì chúng ta tưởng tượng là chúng ta gật đầu như này. Tôi sẽ chơi mẫu số nốt đen này. Đó nốt đen, mỗi nốt một phách. Nốt thứ hai là nốt trắng. Nốt trắng có trường độ bằng hai nốt đen và bằng hai đập chân. Thứ ba là nốt tròn. Nốt tròn có trường độ bằng hai nốt trắng và bằng bốn nốt đen, có nghĩa là nó nghỉ bốn phách. Khi chơi đàn thì chúng ta sẽ phải giữ cái nhịp, cái nhịp phải có. Nếu mà không có nhịp thì giống như là một cái người mà không có xương sống có vấn đề ấy, thì là nó sẽ trông nó sẽ không, nó sẽ rất là lỏng lẻo.
âm nhạc mà không có nhịp thì nghe nó cũng lỏng lẻo và nó nghe nó không có bố cục, mà nó rất là nghe nó trông tranh khó chịu. Thì tôi sẽ nói kỹ hơn về những cái một số những cái nhịp điệu hay là tiết tấu ở những bài sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài để mà chúng ta áp dụng tất cả những gì chúng ta được học xong. Đó là bài Con Chim Non của Lý Trọng. Trong cái bài này thì các bạn thấy là ở đầu thì người ta ghi là 24, cái số 24 đấy gọi là nhịp 24. Nhịp 24 chúng ta hiểu là trong một ô nhịp thì số 2 ở trên ấy, tức là một cái ô nhịp các bạn thấy là có cái kẻ nhịp đấy. Thì một ô nhịp nó sẽ có hai phách. Số 2 đó là cái số lượng phách trong một ô nhịp. Cụ thể ở đây các bạn thấy là có hai nốt đen trong cái ô nhịp đấy. Còn số 4 ở dưới là chính là cái trường độ của nốt tròn. Nốt tròn chính là cái nốt mà chúng ta vừa học xong, tức là nó có 4 phách. Như vậy trong cái bài này chúng ta sẽ hiểu là nhịp 24 có nghĩa là ô nhịp có hai phách và cái số 4 ở dưới là tính theo nốt tròn. Như vậy nốt tròn 4 phách thì nốt đen nó đương nhiên nó sẽ là 1 phách. Bởi vì nốt tròn bằng 4 nốt đen. Cái nốt đầu tiên các bạn thấy là nốt đen, tức là nó là 1 phách. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm tiếp xem cao độ là nó gì. Thì chúng ta sẽ thấy là cái vị trí của quả trứng ấy, cái quả trứng tròn tròn đấy, nó nằm ở giữa dòng kẻ thứ 3 và thứ 4. Cái dòng kẻ thứ nhất là dòng kẻ cuối cùng. Thì chúng ta sẽ thấy nó giống với cả vị trí của nốt đô. Nốt đô là nằm ở vị trí là dây 2 phí 1. Như vậy chúng ta sẽ có nốt đô dây 2 phí 1. Chúng ta sẽ bấm vào nốt đô và chúng ta đập chân. Tôi sẽ bắt nhịp cái nốt đô như thế này. Nốt đô đầu tiên là 1 phách, 2, 3. Nốt đô thứ 2 cũng như thế, cũng 1 phách, 2, 3. Nốt đô thứ 3 ở ô nhịp sau là nốt trắng cho nên nó là 2 phách. Tôi sẽ bắt nhịp thế này, 2, 3. Và bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cả 3 nốt lại là như thế này, 2, 3. Cũng giống như chúng ta hát thôi. Đô, 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 nghỉ. Tức là chúng ta chỉ gảy 3 lần và chúng ta đập chân 4 lần vì là cái nốt thứ 3 là nốt trắng. Nốt thứ 4 thì chúng ta thấy nó là nốt son rồi. Vị trí của nó là nằm giữa dòng kẻ thứ 2. Như vậy nó là nốt son dây 3 vuông. Chúng ta cũng thế. Son. Nốt thứ 5 là nốt mì. Chúng ta sẽ thấy là vị trí là dây 4.2 và nó nốt đen. Thì chúng ta sẽ để ngón cái sẵn ở dây số 4 khi bắt đầu chơi bài, chơi đàn. Để ở đây và chúng ta bấm vào. Mì. Và nốt thứ 6 là nốt lại là nốt son. Son 2 phách. Bây giờ tôi sẽ chơi mẫu cả cái bài này để cho các bạn thấy cái bài này. Lưu ý là chúng ta khi tôi đang chơi này thì các bạn nên gật gù hoặc là nên đập chân theo để chúng ta cảm giác về cái nhịp. Điểm lưu ý cuối cùng nữa là cái việc liên hệ giữa cái khởi động và cái chơi đàn ở tay phải là như này. Thường thường có nhiều người chơi khi khởi động như này xong, là học sinh của tôi phát hiện ra là khi khởi động xong thì đến khi vào bài họ cũng bị dính tay vào như này. Ví dụ cũng bị dính vào này. Đó, thì như thế thì sẽ rất là bất tiện, bởi vì các ngón tay nó sẽ dễ bị vướng vào nhau và nó bị ngắt tiếng không cần thiết. Thì khi chúng ta khởi động thì chúng ta để tay như này thì ngón một. Nhưng khi chơi vào bài thì chúng ta cách ra 1mm, càng gần càng tốt, và bắt đầu dùng ngón nào thì chơi vào ngón đấy, để vào ngón đấy như thế này. Đó là những vấn đề của một điều nữa, một cái cuối cùng đó là cái bàn tay, hai bàn tay phải luôn nhớ phải thả lỏng, cực kỳ thả lỏng. Thậm chí là khi chúng ta cảm thấy tay chưa thả lỏng chúng ta chưa cần phải bấm nút nào làm gì cả. Cái để ở ngoài để cho đến khi nó đã quen với việc thả lỏng thì bắt đầu chúng ta mới dùng. Đó là vấn đề của bài 1. Chúc các bạn thành công.